chỗ chỗ tường thật ngồi quý vị. Nữa mình tính mua ít thùng gạch lót ở trên này luôn quý vị, rồi nhờ sư ra đọc kinh xin thỉnh ông Phật lên cái cấp cao nhất nè, vị này ba cấp. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Rô. Hôm nay lên quay ông thợ làm tới đâu quý vị. Ông hàng hai cái lam để bên kia với cái nén hai đầu của cái mái tre đó. Ông thợ đâu anh? À, vô trong chỗ núi đó ha. Đi với sư hay vậy? Để xách cái bọc dưa leo qua bên bên bếp một cái đi là ở ngoài luôn. Đem bọc dưa leo gần chục ký quý vị, đem lên chùa. Rau mình đem nhiều sợ để hư, còn dưa leo để vài ba bữa không sao. Mấy cô, hai cô đang nấu đồ. Dạ, gửi bọc dưa leo. Đây, bọc dưa leo. Dạ không. Bữa nay làm gì cho... Dạ, gan gạo. Dạ. Dạ, này là chuẩn bị đồ ăn cho sư rồi. Dạ. Thịt kho. Kho. Thịt làm sẵn. Cái này là để nấu canh hả cô? Cái đó xào. Mà. Xào. Cái đó là nấu canh. Ờ, cái lá này lá gì vậy cô? Lá bình bát. Lá bình bát hả? Dạ. Dạ. Ừ, bác. Với đọt nhân lòng nữa nè. Dạ. Nhà nấu canh món đó món thuốc không? Ăn tốt cho sức khỏe. Mày nấu cơm hả cô? Nấu cơm. Ừ. Ý là mình gan gạo là cái này mình làm gì cô? Đâm cho nát. Nấu chung với canh. Nấu chung với canh vô. Dạ, yeah. Oh, món này con mới biết luôn. Vậy là nấu canh mình gan gạo rồi đâm cho nát để chung vô. Dạ. Yeah. Nấu canh đu đủ. Dạ, yeah, nấu canh đu đủ. Này là dưa leo mới nè, mới bẻ nè cô. Dạ. Dạ. Này, mấy ông thợ hộ cũng đang làm nữa quý vị. Còn thợ sắt thì làm bên kia, làm mái che ngoài trên đường cũ phải. Mấy ông thợ hộ làm chỗ cầu thang nhà tăng. Làm cầu thang lực lượng luôn. Rồi nữa hai cái con rồng đó để hai bên đấy ha. Đầu rồng đó để đây. Sư đâu không thấy mà thấy mà ông có đi ra ngoài núi không anh? Trong phòng hả? Không thấy ông. Không biết ông có lội ra núi không? Ông lội ngoài. Mấy ông thợ đang dọn cỏ, dọn cái nền ngoài quý vị. Dọn cái nền cho sạch sẽ mới dựng được.
Đây là cái lối đi, ra ngoài chỗ cái chánh điện cũ gì. Từ ở trong chùa vô ra ngoài này cũng hơi xa, gần cây số gì. Nói chuyển đồ ra chắc cũng hơi khó khăn chút, vì không có đường xe nữa. Ở đây là ruộng rẫy khoai mì không à, cát không à. Nó chở cát đá ra đây không biết sao chở, chắc chuyển bằng xe Honda chạy ra. Hôm nay ông thợ ông mướn thêm hai người đang dọn cỏ xung quanh, dọn mấy bữa gài lắm quý vị, dọn xung quanh cái nền đó. Chuyển vật liệu ra đây cũng hơi khó khăn. À, đây là cái đường đi lên lên núi nè quý vị. Sư mướn hai ba người dọn cỏ ở đây nè, ngày mưa mới nay nó lên, ở đây xâm đất rất nhiều luôn. Ui da. Dạ. Dạ. Thiếu gì? Phải xây bo cái hàng gạch ở ngoài này rồi bắt đầu thấy như là vô đất nền. Dạ bo. Bo cái này. Ừ, phải bo nghĩa là ấy gạch đó. Dạ. Xây lên giáp dòng hết trên cái cốt để cho nó bằng cái thằng đó đó. Dạ dạ dạ. Rồi thì đầu nữa mới cái cán gạch được. Cán xi măng mới lót gạch lên. Thì bắt đầu mới như là ấy xi măng rồi. Dạ. Gạch được. Giờ nó có một cái là đây là chị nữa hỏi ông sư xin ba cái đất này của ông đổ cái nền này nè, chứ còn mà không có cách nào mà dạ dạ thì xúc xúc ở bên đây nè. Nó đổ lên cái là mình mua ba cái cát để mình trộn hồ và thời mình ấy xi măng này kia thôi. Dạ dạ dạ. Còn là cát nền mình đặt dẫn ở đây, chứ còn mà đem mà cát nền mà từ dưới mà lên đây luôn thì mình chết chắc, không có cách nào. Dạ dạ dạ. Nó xúc cát ở dưới đây chân đó đó. Dạ đem đổ đây được. Nay không dọn ba cái cỏ cho sạch luôn quý vị. Nửa cán là cân nước rồi cho bằng phẳng thôi nữa. Dạ. Cái chỗ này mấy năm nay mình có quay mình kêu gọi cho quý vị thì cũng ước được có nhà hảo tâm để mà đóng góp làm lại cái mái che cho chánh điện cũ ông Phật á. Mấy năm nay mình cũng kêu gọi thì hôm nay hữu duyên được cô chú ở Mỹ gửi tiền để làm cái mái che cho tượng Phật. Thì khi nào làm xong rồi mình công bố số tiền lên luôn quý vị.
có cô chú ở Mỹ với chị Phương, chị Phương ở Sài Gòn cũng có đóng góp vô 300.000. Ở đây sâm đất quá sâm đất luôn à. Nấu canh ngon lắm. Tôi hổm tôi hái về ăn bọc nấu canh ăn 2 ngày 2 3 ngày luôn. Ăn cơm với canh sâm đất này là được rồi, khỏi cần món nào hết. Còn cái này là nữa khi tháo ra rồi nói cho ông sư cho người đem về chùa ha. Dạ dạ dạ. Để đem về chùa đi đặng chừng đó mình có xài cái gì mình xài. Dạ cái này tháo ra nữa đem vô chùa hết cho đâu khỏi đây. Đem về chùa hết trơn. Chắc xung quanh cái cây mà lâm dồ nè. Lâm dồ quá đẹp. Dạ, cây lâm dồ quá đẹp, đẹp luôn. Trên núi nhỏ này nhờ có cái cây này nè. Mà nó có mấy cái gù ngộ quá ha chú. À, cái gù. Dạ, có mấy cái gù đó quá ngộ luôn. Cây này là lâu năm chữ lắm rồi. Dạ. Hàng trăm năm ăn lên đó. Ngộ thì nó có mấy cái gù cốc này ngộ à. Ôm cái tảng đá khổng lồ. Đẹp quá. Ở đây là chuyện nữa thì cho ông sư ông cho người dọn dẹp vệ sinh lại sạch sẽ hết. Dạ. Lợp cái đó lên. Đây là chỗ chỗ tượng Phật ngồi quý vị. Nữa mình tính mua ít thùng gạch lót ở trên này luôn quý vị. Rồi nhờ sư ra đọc kinh xin thỉnh ông Phật lên cái cấp cao nhất nè. Vị này ba cấp. Lót gạch xong rồi thỉnh ông Phật lên cấp cao nhất, nhưng mà phải nhờ sư mới. Có sư tụng kinh mới thỉnh tượng Phật lên được. Nữa lót gạch ở mặt trên cho sạch sẽ luôn. Còn xung quanh này mình chỉ bê, mình sơn lại thôi. Còn toàn bộ ở dưới này cũng lót gạch luôn quý vị. Sạch sạch. Nữa mua gạch xây xung quanh rồi mới đổ đất vô cho bằng. Còn cái cây cam xe nè. Ở đây duy nhất chỉ có cái núi nhỏ này còn cây cam xe thôi. Hồi lần mấy cái ông người Khmer á bẻ thốt nốt đây nè quý vị. Mình nhìn vô thấy rắn ở đây nè. Hai con. Nhưng mà về những ngày rằm không quý vị. Thì lâu lâu hữu duyên mấy ông mới gặp chứ không phải là gặp hoài. Gặp mấy ông ở đây nè, ngóc đầu lên rồi mấy ông tuột xuống bỏ chạy luôn. Rồi tới giờ mấy ông đó cũng không dám gặp em. Đây cây cam xe nè quý vị. Trái nó rụng. Trái nó rụng mà cái mùa mà có trái cái nó rụng vậy nè, nhóc nhen hết trơn luôn. Rồi sư cả hay ra đây lụm. Lụm cho nấu nước uống quý vị. Chị nhức mỏi, xương cốt rồi cho nó cứng cáp á. Cái trái, cái vỏ trái đó. Lúc trước mình cũng có lụm. Cái trái nữa nè quý vị. Lấy cái này là nấu nước uống. Chị bệnh xương khớp. Người sao sau lưng chánh điện có cái hòn đá dựng hết trơn.
nay dông gió quá dông. Này là phía trên sau lưng chỗ chánh điện nè quý vị. Mình leo lên trên nè. Chánh điện phía dưới á. Ở đây có Phật tử mà đem gắn cái đèn năng lượng phía trong nè quý vị. Phải được thêm cái nữa im quá. Mà ở đây thì nắng không có. Mình sẽ không biết nó đủ điện. Hôm nay gió quá gió luôn. Mấy ngày mưa tối ngày luôn. Cát lòi cái lá ngon sầm đất ở đây rào nhóc chừng quý vị. Ngày xưa xây cái đế Phật này là bằng gạch thẻ không mà quý vị, ở trong không có tô ở ngoài nữa, lót gạch ở trên này cho đẹp, cái thỉnh tượng Phật lên trên để trên cao nhất nè quý vị. Nhưng mà nhờ sư cả chùa Rô ra tụng kinh và thắp nhang xin phép mới thỉnh lên được. Có sư mới được cho mình thì không dám làm đâu. Remote của đèn năng lượng. Đó, sáng trên. Kể như mua thêm một thiên gạch ống quý vị, đang xây 20 kè hết trơn xung quanh, rồi mướn người ta đổ đất, rồi lấy đất ở dưới đó lên đổ đây cho bằng quý vị, tốn tiền rồi mướn dân công nữa, đừng cho người ta khiêng lên, rồi khi chán hồ đó, mất mướn người ta chở nước ra đây nữa, thì ngoài này không có nước quý vị. Mới người ta đem nước đó, vô can để chở ra. Đó, ngoài này không có nước. Giờ tốn tiền thêm khúc nữa. Thêm ví dụ gạch này, dưới mướn nhân công làm này. Tiền ta dọn ở đây nữa. Dạ. Dạ. Tổng diện tích vừa nghĩa là lót cái nền đó ha. Cái này luôn á, cái nền này luôn á ha. Dạ. Cái này luôn là tương đương khoảng là 80 mét. Dạ. Chứ không phải nhỏ. Gần 80 mét vuông. Cái gì chứ mà dọn ra rồi nhìn thấy rộng. Dạ, cỡ như thiên nghịch ống đó. Mấy cái này nè, là cỡ như chỉ chừng nữa là dán rồi, là đo đáy ni rồi. Phải để gặp chiếc dù chạy gì dưới đánh cắt. Dạ. Không không có máy pin hả? Máy pin chắc lỗi đâu. Dạ. Yeah. Gì?
nền này nhiều. Dùng cơm mà ta xong rồi lại làm tiếp luôn cái gì. Cái này là hàng nửa bắt đồng tay đi hả chú? Không, cái đồng tay mình bỏ vô giữa rồi nè. Dạ, rồi bắt ốc vô. Rồi đầu bắn vít lợp mình đó. Dạ, dạ. Bắn một cái này hai con vô. Dạ, dạ. Đâu cưng nhắn. Không, không có điện thì mình cái dạ. Chế gì đó. Vậy là còn hai khung nữa là đủ rồi. Còn hai khung nữa đủ. Cái này khiên nữa, khiên ngoài nặng à. Quá êm luôn, cái vàng này lực lượng luôn. Vậy mấy ông thợ đang làm ở nhà tăng ở cái gì? Gắn mấy cái trụ trước. Rồi đổ dây đà trên mặt. Rồi mới gáp ở dưới này thì gáp gồng vô. Bên nãy cái ông dọn cỏ ngoài cái chỗ ngoài núi á, ổng là cái mùi gắn hổ mây, ổng tanh, ổng muốn ói luôn. Quá vậy. Cái này dọn xong rồi ổng vô đây ổng dọn trong chỗ ruộng rồi. Ông hỏi chứ cái cặp gắn đó còn ở đó không? Ai biết có thấy đâu. Đâu rồi, ông đâu mất tiêu rồi. Bữa nãy giờ ông mà nghe cái mùi rồi có thấy con gắn không? Ở đây ở chỗ núi ha. Bộ nãy nó tanh dữ lắm hả? Ăn cơm vô luôn. Chắc cái chỗ ổng đáy quá ha. Dạ. Là cái nãy anh dọn là cái chỗ nào? À, sau lưng Phật hả? Là sau lưng Phật hả ha? Thì cái chỗ đó đó hồi lần có mấy ông cũng ở dân ở đây nè, đi vô đó bẻ thốt nốt á, gặp ở dưới ông nó hốc đầu lên hai con, rồi mấy ông tuột xuống bỏ chạy vô nhà hết trơn. Không dám vô luôn hả? Ông làm thợ hồ không dám vô luôn. Đợt rồi nắng ở chỗ này nè, sư cũng dọn sạch sẽ hết trơn luôn. Rồi xây hàng rào, bữa nay cỏ lên bích chịch hết luôn.
đủ đủ dầu nhóc luôn. Tôi ra đó quay nhiều lần rồi đó, tôi đi mình lên mà tôi đi vòng 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 cái núi luôn á mà không có thấy. Nãy ông bự bự chỗ sờ lưng cái ông Phật ở ngoài núi cái mùi tanh quá tanh rồi, ông vô luôn. Vô đây ăn cơm mà ăn cơm không vô luôn, nó hôi dữ lắm, cái mùi nó hôi dữ lắm cái gì từng biết cái mùi đó là hết. Một lần ở cái hang Thoa Mô Mút ở núi Cô Tô nó tanh cái dữ dội, tanh cái kiểu gì kỳ vậy chứ không phải như tanh mùi cá mắm rồi đâu. Cho nên mình hiểu cái cảm giác. Vậy nên ông trồng hồ nó đổ xi măng lên đó cái gì. Xi măng gần hết. Xi măng còn có mấy bao đó hả ông Thợ? Còn hết xi măng này. Mong cái nhà ông Tâm Phật tử gần xa đóng góp giúp đỡ sư người dạy bao xi măng để sư có xi măng để làm tiếp tục cái gì với tiền thợ. Tiền thợ hiện giờ là ông Tình cũng 4-5 triệu quá đi, ba người 4 triệu mấy, hôm 4 người 5 triệu mấy, nay có 3 người. Qua thử cái cối này nó kêu quá. Sân trước nhà Tăng này hồi đó giờ cũng chưa được đổ xi măng nữa gì. Sáu năm rồi chưa có xong cái gì đâu. Mình thấy sư hiện giờ sư trong ngoài chỉ có mình sư lo không sể. Chùa rất nghèo rồi, ít có ai vô đây nhập tu lắm quý vị. Mấy năm nay mình cũng lên quay kêu gọi tiếp sư, cũng có nhiều nhà hảo tâm đóng góp. Thì năm rồi cũng lợp được máy với đổ bê tông ở trên trần quý vị. Thì làm xung quanh lan can rồi kia. Lai gai hoài. Chừng nào mà sơn hết trơn rồi mới xong hết quý vị. Giờ thợ còn làm hàng ngày hoài. Sư lo trả tiền thợ, tiền điện 1 tháng 2 triệu mấy quý vị. Này mới có 4 cây cột và còn 4 cây nữa. À làm 2, quên, bị cái máy xuống rồi ha. Dạ. Ở trên quá cao luôn. Bởi vì cho nó đứng bị làm ngói nè, thứ này nè. Thứ hai nó đứng gì nó mới đẹp. Dạ. Thiết nhã ngói. Lập ngang là cái tôn này nó bị dột à. Cái này
đứng hơn cái đó đó nha. Dạ. Đứng hơn, nhìn biết đứng hơn rồi. Dạ. Mấy cái trụ này cái như là cứng khừ luôn. Nặng ghê hết luôn. Quá nặng. Bữa nay là ngày thứ ba hả hả chú? Ngày thứ ba. Ngày làm 3 ngày rồi. Phải không? Ừ. Dạ. Dạ. Đúng rồi, 3 ngày rồi. Ngày mai chắc 1 ngày nữa. Mới ngày nữa mới khiêng ông ấy ha. Bữa 20 ráp hả? Đặng biết cái bữa nào ráp á, đặng tôi mua bông trái cây ra ngoài cúng. Là bữa 20. 20 đi ha. Mời 19 1 1 ngày 1. Là bắt đầu là mình ra cắt cột ráp luôn. Phải không chú? Cắt cột với cái này rồi hàng châu đàng hoàng. Rồi đầu đem ra ngoài ráp luôn. Dạ. Vậy là ngày mốt con vô mua trái cây với bông hoa để cúng mới được. Dạ. Tội nghiệp ông sư 16 năm mà chưa xong hết trơn. Giờ mong có Phật tử cúng dường tiền mua nước sơn. Nước sơn quá nặng. Dạ. Bị nước sơn, nó nước sơn của Thái á. Dạ. Cả 100 triệu á. Tiền thợ luôn á. Dạ. Mà ngộ nước sơn nó không có bán thùng lớn nha. Thùng có 5kg hả? Tôi thấy nhỏ gì không à? Nhỏ, 3kg hả? Dạ. 3kg hả? Mà cái nước sơn nó, cái mùi nó cay kinh khủng. Vậy hả? Cay dữ lắm. Ai mà không quen đưa vô nước sơn rồi là nó bốc lên là hai mắt. Cay nước mắt luôn. Cay dữ lắm. Thì đó đi bên Campuchia thấy cửa hàng nó chất sơn thứ đó đó. Ồ, không biết bao nhiêu thùng mà nó luôn. Mà không có thùng lớn. Ngổ thiệt. Những cái đồ cao cấp mà. Dạ. Chứ còn mà như ba cái nước sơn với ấy của mình với này cái nhà dân. Mấy hồi nó bay hết trơn hả? 2-3 năm là bay hết rồi. Dạ. Chánh điện đó mười mấy năm mà bây giờ bay hết trơn. Hư lan can, hư cửa, hư gì hết trơn, trời ơi. Cửa sắt á, nguyên dàn cửa giờ làm lại bộn tiền. Nhưng mà nếu mà nguyên dàn cửa đó thì mình có thể là mình xả nó ra, mình tận dụng nó lại. Dạ. Yeah. Hư bán lề, hư hết trơn. Người hàng bán lề mới lại rồi bắt đầu nó thợ vô âm lại. Dạ. Cái này đi bê lại. Dạ. Yeah. Trăm tám. Ờ, 180. 180 chứ bên kia 180 nữa. 360. Mấy chục triệu tiền toàn không mấy chục triệu. Ừ, tiền toàn mấy chục triệu. Quá lớn. Rồi tiền sắt nữa. Ở kèo này kèo bằng cây không à? Có mấy cái dây đà thì nó dây đà bằng bê tông. Đi đây ông bị vừa bước vô trong mình thấy. Này là hạo thử coi nhiêu tiền không quý vị chứ không có tiền làm. Thay ton cho chùa Sala, chùa Rô. Đồng đi vô trong luôn rồi. Ôi ôi mấy cái dãy đà này nè.
rớt hết trơn luôn rồi, sắt hết trơn luôn. Một hết rồi. Trời ơi, còn lỏng thỏng như giữa luôn, nguyên cục luôn. Cái này chị nữa là có thể rằng là đập ra luôn rồi. Đập bỏ luôn. Dán đổ lại. Dạ dạ. Nghĩa là câu tay dê vô, tại cái này không có tay dê nè. Không có tay dê. Ờ này đập bỏ luôn, bắt đầu câu tay dê vô rồi ghép dán đổ lại. Ghép dán đổ lại hả? Dạ. Vậy là thay nguyên cái dàn kèo, đoàn tay với toàn. Có nhiều đó à? Ờ, hai dàn kèo. Kèo. Dàn kèo là cái như mình làm mặt dựng như bển vậy đó. Dạ, mình dạ. Trồng lên trên đà của... Dạ, 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 đúng rồi, đúng rồi. Không, dạ. Rất đơn giản. Dạ, dạ. Là thay nguyên cái dàn toàn này. Nghĩa là chỉ thay dàn toàn này thôi, phải không? Dạ. 70-80 ạ. Anh em chụp đủ không? Chụp. Tiền ton này tiền ton với sắt thì luôn hết á hả? Dạ. Yeah. Không đủ. Không đủ hả? Không đủ đâu. Tại vì trong lúc đó nó tương đương là khoảng độ là 300 mấy mét. 300 mấy mét ton. Ví dụ 300 mấy mét ton thì trong lúc đó mình đánh thành con số nó hoàn chỉnh đi chăng nữa, thí dụ như trong lúc đó 48 mà mình tính cũng như là 300 mấy, mình tính là cũng như 300 thôi, mình giật lại bên đây mình nâng lên thêm. Yeah. Thí dụ 50 thì nó phải là 150 triệu. 150 triệu. Thấy gì mà ghê ha. Quá lớn. Bị nó xà la này, bị ngang chục mét, dài mười mấy mét. Dài 18 mét. Trời ơi, 7, 20 mét. Vậy 20 là chiều dài 20. Chiều dài 20 mét. Chiều dài 20 chứ. À, cái đầu kèo ở ngoài này gãy trơn hết trời luôn. Gãy trơn luôn. Ở trong đó tại mấy ông che mấy tấm vải lại chứ hồi lột mấy tấm vải ra ông nhìn thấy ghê lắm. Cây nó mục trơn rồi. Quá lâu năm rồi. Dạ. Sửa là nguyên cái dàn toàn hư thịt trơn cái trời. Dạ. Yeah. Chừng nào có tiền là tính tiếp. Tiền nữa ví dụ như tình trạng mà người ta có ấy thì người ta nó ở trên đó mấy dây đàn ngang đó. Mấy ông đọc đó. Thì chừng nữa đó ở trên đó đó. Mình chế lại lấy sắt 36 của mình khép cái khung để chừng nữa rồi ấy kiến. Dạ, phải không? Dạ, dạ, vô dạ. Cái kẻ đó là cũng như là cổ lầu. Dạ dạ dạ. Không cho mưa tạt luôn. Ừ, không có mưa tạt luôn. Dạ. Mà nó vẫn có độ sáng ở trong, thấy không? Dạ dạ. Nó rất là thẩm mỹ cái này. Mà hồi xưa là... hồi xưa mấy ông làm sao mà sắt mà không có tay dê ta? Bởi vì mấy ông mần nó mần cao lắm. Đây là không tiền rồi hả, tiền tay dê. Chết luôn, bởi vì sức ra không có còn cộng tay dê nữa. Không có cộng tay dây nào, bởi vì nó đâu có níu được. Đâu có níu, đâu có cứng. Chết luôn rồi thợ. Hư, toàn hư thì trơn rồi trời. Lúc trước cái nóc bị dột ấy, mấy ổng mua thiết mỏng, ổng ốp lên đỡ đó. Chừng nữa mà tới khi mà mình làm lại rồi là nghĩa là lập tâm ngói rồi, đỡ trên đó phải đem ngói bây giờ đó, đổ rửa sóc ở trên đó chứ đâu có phải sắp cái gì sao không coi. Dạ. Bởi vì đây là nó nằm theo cái dạng là cổ lầu rồi. Dạ dạ. Quá lớn. Này quay tính thử chứ giờ đâu có tiền làm. Thì hữu duyên. Phải rồi, 7, 20 mét. Hữu duyên coi có mạnh thường quân nào giúp đỡ sửa cái máy tôn cho Sala Chùa Rô. Thì chỗ đó là chỗ Phật tử vô cúng cơm á. Lâu lâu có đoàn hành hương vô cúng cơm, làm lễ, làm phước ở trong đó không à.
tới phiên mình mặn thì mình phải thiết kế lại theo cái kiểu mẫu bây giờ, nó có làm kiến được kia. Dạ dạ, sửa lại cho anh, chứ để không thôi người ta cười chết luôn. Dạ sửa lại mới được. Cái này kiểu làm hồi xưa cũng như không tiền á. Có dĩ đó nha, tổng yeah. kinh phí rồi đó. Nghĩa là làm hình thành rồi, nghĩa là bê bọng này kia ấy này kia rồi. Nhiều lắm. Khoảng độ là dám leo cỡ, 200 triệu đó. 200 Em ơi, mấy ông làm hai cái làm tam giác đó nữa, cái là ngày mốt đầu ginh đi ngoài ráp rồi quý vị. Nặng kinh khủng. Rồi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem nó hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Chúc quý vị thân tâm an lành, sức khỏe dồi dào, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.